Ok, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Dũng Nghiêm Minh nhé. Hôm nay thì mình đã bật hôm nay thì mình sẽ chơi thử PUBG Mobile giả lập ở trên PC. Mình sẽ test thử ở trên PC nó như thế nào, nó có khác biệt nhiều so với những cái bảng, nó có khác biệt nhiều so với ở trên điện thoại không. Trời ơi, thì hôm trước mình quay một video mà mình không để ý là mình không bật mic các bạn ạ. Mình không bật mic với mình không bật tiếng cho game, đâm ra là đăng lên nó chả có tiếng, chả có âm lượng nhạc, chả có tiếng bình luận gì cả. Bây giờ mới để ý, bây giờ mình lại phải quay lại, mình quay mất mấy video không có tiếng luôn các bạn ạ. Ok, thì mình đang theo sau đồng đội, mình đang theo sau Ala Slayer Say cái gì đấy. Mình đang theo sau dòng số mấy đây? Mình đang theo sau số 3 các bạn ơi. Thì đây là map gì nhỉ? Đây là một cái map mới sao các bạn? Nếu mình không nhầm, ôi giật. MK12 à? Khẩu là khẩu MK12. Ok, thì bây giờ mới có tiếng có tiếc thì mình mới test được. Lần trước quay quên mất không bật mic bật tiếng, đâm ra là thành kiểu bị câm các bạn ơi. Ông này ở đây này. Từ mình nhặt một cái này đã, P90. Mình sang nhà khác, nhà này của ông này cũng nhặt rồi, cũng lút hết độ. Tiếng ở đâu bắn nhiều thế nhờ? K98. Bắn K98 cũng được. Này, tay cầm này. Bộ sư cứu. Có nòng nhắm đỏ luôn. Ok, có Skyline, vứt MK đi. Bắn Skyline. Ok, có nòng nhắm chấm đỏ là ngon rồi. Ô, thằng nào bắn mình nhá? Ô, bên này nó bắn mình vào đây. Nốc, bên này còn một thằng nữa. Nhắm nết à? Nhặt đạn các bạn ơi. Không nhặt đạn này. Không nhặt được đạn các bạn ơi. Nốc luôn đây anh em ơi. Hết đạn. Bắn cũng khá là vui anh em ạ. Đi lút đồ rồi, đã hết đạn rồi. Giáp 2 này, cốp 4 này. Ok, có cốp 4 lắp luôn cho. Đây, có cốp 4 lắp luôn cho K. Được rồi, thế là ok. Đây có đạn xanh rồi này. Máy 4 này, lấy máy 4 bắn. Tội gì. Rồi ok, súng ngắm thì chỉ cần 30 đến 40 viên thôi là bắn thoải mái rồi. Ok, có luôn này. Thay luôn M4 sang các bạn này. Miếng đệm má bắn tỉa này. Ok. Bắn đâu mà gắt thế nhở? Không nghe tiếng bắn. Nhà này chưa loot à? Và nhà này loot xem có gì không? Ô, có bộ phục máu luôn nè. Uầy, đâu bắn đấy? Mẹ giật cả mình. Đông thế nhở? Tiếng xe ô tô của đồng đội mình à? Bên này. Rồi ok, đông rồi. Đông thế nhở? Một viên. Hai viên. Có gì không? Khả năng mình sẽ thay thằng cúp 2 thôi. Thằng nhặt nó cứ bị giật giật đấy nhở. Mình nhặt đồ nó cứ bị khựng khựng ấy các bạn ạ.
Hay là do cài đặt gì nhỉ? Việt cây tắt rồi. Việt cây mình cũng tắt rồi. Ok, không thiếu gì. Bây giờ mình cần cái báng súng của M4 thôi. Mình cần đệm bên kia đông. Một viên. Vẫn còn tiếng ở đâu nó bắn đấy các bạn ơi. Còn 55 người nữa cơ. Nhiều đồ quá, thính kìa, thính kìa. Thính 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 thính. Thôi đồng đội mình nó ra rồi. Thằng đồng đội mình nó ra nó nhạt rồi. Trời, nãy giờ chưa đi loot được mấy luôn. Nãy giờ chưa đi loot được mấy luôn, bây giờ mới đi loot được tí này. Nhặt tạm này, bắn này. Ui 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 ui. Ui máu đã, ui nó ném mình nè. Cứu bạn ơi. Cứu mình bạn ơi. Cứu mình cái. Nhặt lắm đồ quá. Cứu mình bạn ơi, cứu mình. Đây mày quá, mày quá. Cứu bạn. Cứu bạn ơi. Ồ nó không cứu à? Ơ đồng đội bìu gì nhỉ? Cứu cái. Ô mấy thầy nó không cứu, nó bị làm sao vậy? Mình không hiểu luôn, mấy thằng này sao nó không cứu mình. Vãi trưởng. Nó không cứu bạn ạ, nó quyết tâm. Bọn này quyết tâm không cứu luôn. Cứu đồng đội. Ơ mấy thằng ấy bị dở hơi à. Vãi trưởng luôn, chịu thua mấy thằng luôn này. Thôi mình hẻo rồi. Mình hẹo rồi còn đâu nữa. Mấy thằng này nó không cứu à? Mấy thằng này có phải người không hay là bot? Ôi tử vong rồi. Mà nó không cứu chả hiểu kiểu gì luôn. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Lần sau mình sẽ làm tiếp các video khác cho các bạn xem. Nếu mà xem xong mình nhớ ấn like cũng như comment đăng ký để ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Xin chào.